Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào cao điểm mùa khô. Mực nước tại các ao hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh đang ngày càng hạ thấp. Nhiều địa phương, trong đó có xã Bồng Trang, huyện Xuyên Mộc, đang đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Thậm chí, nhiều diện tích cây trồng đang chuẩn bị xử lý trái vụ có nguy cơ mất mùa. Xã Bồng Trang có khoảng 200 hectare sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng thanh long và nhãn xuồng cơm vàng. Do địa bàn xã không có nguồn nước ngầm nên người dân địa phương không thể khoan hoặc đào giếng mà phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ sông Hỏa. Tuy nhiên, trong mùa mưa năm ngoái do lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài nên trữ lượng nước hồ sông Hỏa thấp, khiến lượng nước đổ về các kênh dẫn rất hạn chế. Đó là còn chưa kể kênh dẫn nước quá hẹp, càng không đủ để cung cấp cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở ấp Trang Hoàng, xã Bồng Trang đang chuẩn bị xử lý trái vụ cho 1,2 hectare thanh long và nhãn. Theo chị Hiền, khoảng 2 tuần nữa, tức là vào giữa tháng 2 âm lịch, thì lượng nước cần để tưới cho cây trồng tăng lên gấp 3-4 lần so với hiện nay. Chính vì vậy, chị Hiền cũng như nhiều gia đình khác đang rất lo lắng. Thì bình thường thì cũng không đến nỗi thiếu nước, nhưng mà vào cao điểm như giống như sang tháng 2 âm lịch là cuối mùa khô ấy, thì làm thanh long trái vụ mới nhãn trái vụ thì nước thì cũng nhiều người tưới quá thì cũng khan hiếm, vì lại kênh mương nó nhỏ quá, nhiều khi ở cuối không có nước tưới. Vườn nhãn 1,4 hectare của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa cũng ở xã Bồng Trang, huyện Xuyên Mộc đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại do thiếu nước. Theo chị Hòa, tình trạng thiếu nước trong cao điểm mùa khô đã diễn ra từ nhiều năm nay, nên chị đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động để tiết kiệm nước. Tuy nhiên, do vườn nhãn của chị ở cuối nguồn nên lượng nước đến được vườn rất hạn hẹp. Nói chung là nước ở đây là về cái mùa nghịch này thì lúc nào là nó cũng thiếu. Hai là mình ở cuối cái dòng con kênh á, thì là nó không được đầy đủ bằng trên nguồn. Nếu mà không đủ nước thì là khi mà mình ép ra trái nó không đủ nước là nó không có đạt được cái hiệu quả của cái nhãn, nó không ra bông á, nó ra được ít thì là nó lại hiệu quả, năng suất rất thấp. Trên địa bàn xã Bồng Trang thì 2 năm vừa rồi á thì vào mùa khô á thì người dân không có nước, mà nước của người dân chủ yếu là lấy từ nguồn nước sông Hỏa, mà 2 năm qua thì nó thiếu nước vào mùa khô rất là trầm trọng, thì cũng mong là trong thời gian sắp tới thì cùng quý cấp là quan tâm nữa là làm cho cái hệ thống mương á nó rộng ra một chút, thứ hai nữa là điều tiết làm sao là để cho khi mà người dân tưới đồng loạt để đủ, để là cho mùa vụ nó năng suất nó tốt hơn. Thanh long và nhãn xuồng cơm vàng là cây trồng chủ lực của xã Bồng Trang, và nước tưới là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng của loại cây trồng này. Bước vào cao điểm xử lý trái vụ, mỗi ngày thanh long và nhãn phải được tưới 2 lần. Do thiếu nước nên nhiều nhà vườn đang rất lo lắng, nhất là ở những khu vực cao và xa hồ sông Hỏa. Chính vì vậy, trước khi có những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước, ngành nông nghiệp huyện Xuyên Mộc khuyến cáo nông dân thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để tiết kiệm nước tưới, tránh lãng phí. Đồng thời không sản xuất trái vụ ở các vùng cao để hạn chế nguy cơ mất mùa vì thiếu nước.